Nhận định bóng đá Anh với San Marino. 2 giờ 45 phút ngày 26 tháng 3, đội tuyển Anh đang có một thế hệ cầu thủ trẻ mới đầy tài năng. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo đội hình ra sân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ba năm trước, giải đấu năm đó, Tam Sư lọt vào tới bán kết và trở thành đệ tứ Anh hào thế giới. Đó là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình của Anh ở những giải đấu lớn. Đội tuyển trước đó vẫn mang tiếng chỉ là hồ giấy. Đêm nay, thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate sẽ chính thức bước vào một chiến dịch mới. Sau 3 năm, Tam Sư đã có nhiều sự thay đổi. Những công thần trên đất Nga như Jesse Lingard, Dele Alli hay Ashley Young giờ không còn vai trò quan trọng trên tuyển nữa. Trong đó, cũng chỉ có Lingard là được triệu tập. Còn Alli gần như đã chìm vào quên lãng. Thay thế cho lứa đàn Anh kể trên là một thế hệ mới với rất nhiều cầu thủ tài năng. Ở hàng thủ là sự xuất hiện của Ben Chilwell và Reece James. Cùng với đó là sự trở lại sau hơn 3 năm vắng mặt ở cấp độ đội tuyển của Luke Shaw. Trên hàng tiền vệ là Mason Mount, Declan Rice, Bukayo Saka, Phil Foden và Jude Bellingham. Còn trên hàng công là Dominic Calvert-Lewin và Ollie Watkins. Đấy là còn chưa kể nhạc trưởng Jack Grealish, người vắng mặt ở đợt tập trung này vì chấn thương. Với những cầu thủ trẻ đầy triển vọng kể trên, Southgate lúc này đang có một đội tuyển là sự kết hợp của những cựu binh dày dặn kinh nghiệm Harry Kane, Raheem Sterling, Harry Maguire, cùng với những cầu thủ mới đầy tiềm năng. Đêm nay, khi đối thủ chỉ là San Marino thì Southgate sẽ trao cơ hội cho nhiều cầu thủ dự bị để tìm kiếm thêm các nhân tố mới. Ở hàng tiền vệ, rất có thể Jude Bellingham sẽ được sử dụng, đá cặp tiền vệ với Rice. Còn trên hàng công, Foden, Calvert-Lewin cùng Saka sẽ là những cái tên rất có thể sẽ đá chính. Trong đó, Foden sẽ đá trận đầu tiên cho Anh sau scandal gọi gái trên đất Iceland. Trong vòng một tuần, Tam Sư sẽ đá 3 trận liền ở vòng loại. Sau trận gặp San Marino thì đối thủ của Anh sẽ mạnh dần lên khi tiếp theo sẽ là Albania, rồi đặc biệt là cuộc tiếp đón Ba Lan hôm 31 tháng 3. Đây được coi là trận chung kết của bảng đấu nên Anh cần sự chuẩn bị tốt nhất cho màn thu hùng với Ba Lan. Trong hoàn cảnh đó, một thắng lợi đậm đà trước San Marino là kịch bản Tam Sư mong chờ nhất. Họ gần như chắc chắn sẽ đạt được mục đích. Bởi San Marino vẫn là kẻ lót đường ở các kỳ vòng loại. Đây là đội tuyển thuộc dạng kém bậc nhất thế giới. 20 trận gần nhất, San Marino thua tới 18 trận, hòa 2. Cũng trong 20 trận này, San Marino chỉ ghi được đúng một bàn. Tam Sư sẽ có 3 điểm dễ dàng đêm nay.